Em chào anh chị. Hôm nay em cũng tranh thủ quay một đoạn clip ngắn để nhắn nhủ cho cả nhà mình là trong quá trình chăm sóc cho cây lan hồ điệp. Mọi người ngắm rễ một chút xíu nha. Là mọi người thấy cái bộ rễ nó dị dã man không? Thì cái chủ đề hôm nay là chủ đề cũng rất là quan trọng, là mình ngăn ngừa ốc sên cho cái cây hồ điệp của mình đó anh chị. Thì cái cây hồ điệp của mình khi mà nó ra rễ nhiều như thế này á, nếu mà mình không ngăn ngừa cái ốc sên á, thì nó sẽ tranh thủ nó ăn hết mấy cái đầu rễ non này. Đây, mấy cái đầu rễ non ra rất là mượt luôn. Anh chị quan sát. Cái này thì bộ rễ đây thì em cũng đã nói rất là nhiều ở trong video clip và những video clip trước. Thì chủ yếu xài ghe gừng với lại hùng nguyễn à, còn không thì anh chị có những cái loại kích rễ nào thì anh chị cứ dùng, còn bản thân em thì em xài cái gì thì em nói cái đó. Anh chị quan sát bộ rễ nó rất là kinh khủng. Thì cái việc mà ngăn ngừa cái con ốc sên đây á, thì mình nếu mà anh chị không có những cái loại mà rải gốc hay là cái loại phun ngừa ốc sên, thì bây giờ là vấn đề về ốc sên á, về con nhớt, về con ốc sên rất là nan giải. Thì theo ý kiến của em á, thì góp ý cho anh chị thôi, anh chị nếu mà có xài cái GE ớt tỏi gừng á, thì hàng tháng là mình pha vô trong trong một cái thau nước, mình xài khoảng 5 c cho 1 lít nước. Mình xài 2 lít nước thì cái chậu đây thì mình ngâm tầm khoảng 2 lít nước là ok rồi. Mình xài khoảng 10 c GE ớt tỏi gừng á, trong 1 lít nước anh chị ngâm vô tầm 5 tới 7 phút là anh chị vớt ra. Thì nó sẽ ngăn ngừa được cái con ốc sên. Tại vì con ốc sên á, theo bình thường như mình mua những cái con mà nghêu sò ốc hến gì ở ngoài chợ về, là thường là anh chị thấy quan sát, nếu mà mình muốn lấy hết cái bã để sạch sẽ mình nấu nướng cho mình ăn á, thì đó, thì sau khi mua 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 về, thường là mấy chị em nội trợ là hay ngâm ngâm vô trong nước sạch, rồi bắt đầu sắp lấy ớt giã nhuyễn ra là bỏ vô để nó nhả cái bã ớt với lại những ốc sên. Đó là nó gặp những cái đó là nó chịu không nổi, là nó phải hạ hạ họng hết trơn. Thì đồng đồng nghĩa với cái việc đó thì mình xua đuổi, mình xua đuổi có nhiều con nó chịu không nổi, chắc nó cũng phải chết thôi. Thì mình ăn cay mình biết rồi, cho nên cái ghề ớt tủ gừng nó mang lại là hiệu quả rất là cao. Thì trong clip hôm nay em cũng nhắn nhủ một chút xíu với anh chị về cái thời điểm đây, tại vì thời điểm đây là chuẩn bị là kết thúc cái mùa sinh trưởng nè, nó bắt đầu là nó phân bố mầm hoa, sắp sắp tới sẽ phân bố mầm hoa, cho nên là mình gần về đích rồi. Nên em làm clip ngắn để trao đổi với anh chị chút xíu để anh chị lưu ý. Anh chị xem video thấy hay thì cho em một like, một nút đăng ký để em có động lực để làm những clip tiếp theo, để giúp tất cả các anh chị mới chơi vượt qua được cái thời điểm này, để mình cuối năm là kiếm được một cái ngầm hoa cho nó đẹp đẹp mà chia sẻ với nhau cùng ngắm. Em chào anh chị, hẹn anh chị clip sau, chúc anh chị luôn mạnh khỏe bình an.